Vâng, xin chào các bạn cùng đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty du học Tân Đại Dương ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của bạn Anh Thư. Bạn vừa đạt được visa Mỹ chiều hôm nay. Thì xin chào anh Thư. Dạ, em chào chị. Anh Thư có thể giới thiệu với các bạn về mình được không? Dạ, em tên là Thư, em 18 tuổi, em vừa tốt nghiệp vào trung học phổ thông. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Em học trường nào Long Khánh em ạ? Dạ, em học trường trung học phổ thông Long Khánh. Thì gần anh Thư qua Mỹ, anh Thư sẽ học ngành nào anh Thư ha? Dạ, em học thiết kế thời trang ở Boston. Tại vì khí hậu ở đó mát mẻ, em thích lạnh, em thích tuyết. Với lại ở đó ít người Việt nên em có thể thực hành tiếng Anh tốt hơn. Đầu tiên qua thì em học Anh văn IELTS. Xong rồi sau đó em sẽ học thiết kế ở Mount Ida College. Đó cũng là một sở thích của em. Và em cũng thích đi shopping, nghe nhạc. Với lại lâu lâu cũng đọc sách. Rồi, vậy thì làm chỉ có hỏi một cái câu hỏi này, thì làm sao mà anh Thư biết về cái dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em có gì là bạn của chị Thảo và gì giới thiệu cho em. Em cũng là học sinh của chị Thảo luôn. Em thấy mấy anh chị lúc nào cũng thân thiện, cởi mở. Nhất là chị Thảo, em thấy chị đó hiền với lại dễ thương nữa. Anh Bảo Anh thì anh đó rất là phong cách. Dạ, còn anh Khôi thì hơi khó tính nhưng mà cũng chăm chút cho tụi em từng ly từng tí. Em cũng có giới thiệu cho mấy đứa bạn của em. Thì lúc mà em đi ấy gì vậy thì em có nói cho bạn bè em biết không? Dạ, chỉ có mấy đứa bạn thân nhất của em mới biết thôi, còn mấy bạn bình thường thì đợi khi nào đậu, chắc chắn đậu visa là em mới nói. Thì khi mà đậu ấy sao em có dự định quay về Việt Nam không? Dạ có, tại em muốn làm tại công ty Ninomax ở Việt Nam. Tại vì công ty đó là công ty hàng đầu của thời trang hàng đầu của Việt Nam. Em thì thích thiết kế thời trang nữa nên em muốn vô đó. Dạ, cảm ơn em. Vâng, các bạn đã vừa nghe những chia sẻ của bạn Anh Thư ngày hôm nay. Thì các bạn ơi, ước mơ du học Mỹ chắc chắn sẽ trong tầm với của các bạn nếu các bạn tìm đến dịch vụ của chúng tôi. Như anh Thư đã chia sẻ, chúng tôi có dịch vụ rất là chu đáo. Các bạn hãy nhanh chân đến với công ty Tân Đại Dương, trụ sở đặt tại 148/1 Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi còn có các cơ sở tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Hoặc các bạn có thể gọi ngay cho chúng tôi qua đường dây nóng 0838484879 các bạn nhé. Xin chào.